Dạ, shop phụ kiện Hào Nhiên xin chào cả nhà nha cả nhà. Hôm nay em lại tiếp tục làm clip đây cả nhà ơi. Thì thời gian qua em mắc dọn mặt bằng nên không có ra clip thường xuyên. Thì hôm nay em có về một số sản phẩm để phục vụ Tết cho gia đình mình ha cả nhà. Thì đầu clip em xin cả nhà cho em xin một lượt like ạ, một lượt đăng ký kênh để mỗi khi em có hàng mới về hoặc là các sản phẩm em cần sale sẽ gửi thông báo về cho cả nhà mình ha cả nhà. Cũng như đầu clip em xin chúc sức khỏe đến cả nhà mình được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc mình hết cả nhà ha. Thì em lên sản phẩm đầu tiên để phục vụ Tết cho cả nhà ha. Dạ, sản phẩm đầu tiên đây là băng pháo nha cả nhà, băng pháo mót ha, băng pháo giả nha. Dùng để mình treo các cây mai hoặc là cây đào hoặc là những trước cửa mình hết cả nhà ha. Liễn này một băng về nó được là 2, 4, 6, 8, 10, 12 viên pháo ha, làm bằng mót xốp nha cả nhà. Mỗi viên nó có một cái nội dung chúc Tết riêng ha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Đó, mình treo trên các cây mai, nó có cái tua vàng rất là đẹp nha cả nhà ha. Thì cái sản phẩm băng pháo giả này em để cho cả nhà với giá là 75k nha cả nhà. Độ dày của nó là 2, là 4, là 6, 60 cm ha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Treo lên những cây mai là rất là sang đẹp luôn cả nhà ha. Dạ 75k cho cái băng pháo giả này nha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Dạ rồi tiếp theo ạ. Dạ đây là cái liễn treo hình rồng ha, nguyên con ha, hình rồng nguyên con giải nhung nha cả nhà. Nó mạ vàng, nó phủ một lớp vàng rất là đẹp luôn, rất là sáng luôn ha cả nhà ha. Đó, nó có chữ là chữ tài đó, hai mặt nha cả nhà. Cái này liễn này là hai mặt luôn nha cả nhà ha. Mình để mình treo, nói chung là mình trang trí trong gia đình, trong nhà mình rất là đẹp ha. Bên tài bên phúc nha đó, mỗi bên là mỗi chưa mỗi cái nội dung chúc khác nhau ha. Dạ rồi thì cái liễn rồng nguyên con này em để cho cả nhà với giá là 50k ha cả nhà ha. Dạ 50k cho cái liễn rồng này đó. Rồi tiếp theo đây là cái liễn sáu đầu lân ha cả nhà ha. Ở sáu đầu liễn treo sáu đầu lân ha, nó hai mặt luôn nha cả nhà ha. Một liễn về làm được sáu đầu lân nè, đó rất là đẹp luôn ha. Thì cái liễn này em để cho cái nhà với giá là 30k nha cả nhà. 30k thì cái nhà mua hàng của em, cả nhà chịu khó mình điện thoại trên số màn hình, em có để số điện thoại cho cả nhà, điện thoại vô số trên màn hình để em chốt đơn cho mình ha. Dạ rồi tiếp theo đây là cái quạt liễn, liễn quạt nhung nha cả nhà. Đó, cái quạt nhung một túi về là hai cái quạt cả nhà ha. Rất là bự, rất là đẹp luôn. Đó, sản phẩm nó rất là đẹp nha. Cái quạt bự loại này loại lớn ha cả nhà, nó có chữ thọ nè cả nhà. Cái liễn này thì em để cho cả nhà với giá là 45k cả nhà ha. Liễn quạt này 45k. Dạ rất là đẹp luôn. Những cái em lên mấy cái loại liễn treo cho mình trước ha cả nhà ha. Dạ rồi tiếp theo đây là cũng cái liễn nhung luôn, nhung mà cũng đầu rồng luôn ha. Tại năm nay là năm 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 rồng thì tất cả là đầu rồng hết. Đó, thì cái liễn này em cũng để cho cả nhà với giá là 45k. Cái liễn này nó là để em đo kích cỡ nó ha cả nhà ha. Dạ nó là 28 cm ha. Đó, 28 cm. Liễn này 28 cm nha. Đầu rồng luôn ha cả nhà ha. Giá nó cũng 45k luôn cho mình ha cả nhà. Dạ rồi tiếp theo đây là cái liễn cũng là hình rồng luôn. Happy New Year nha. Đó, mận nhung tất cả các loại liễn đều giải nhung cho mình ha cả nhà. Màu đỏ rất là sang luôn. Rất là sáng, rất là sang luôn. Thì cái liễn này em cũng để cho cái nhà với giá là 45k nha. Liễn Happy New Year hình rồng. Dạ 45k cho mình hết cả nhà ha. Đường kính nó là 30 38 cm hết cả nhà ha. Cái liễn 38 cm. Dạ đúng rồi 38 cm, rất là bự luôn. Rồi tiếp theo ạ. Dạ rồi tiếp theo đây là cái liễn treo hai bé ha cả nhà ha. Hai bé, bé bé trai và bé gái. Một bên bé gái thì vạn sự như ý, còn bên bé trai là chúc mừng năm mới ha. Một bộ vậy là hai cái hình hai em bé ha cả nhà ha, để mình dán trước cửa tiệm hoặc trước cửa nhà nha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Mà cái liễn này lúc nào cũng đi đôi, lúc nào năm nào cũng phải có cái này ha cả nhà ha. Thì em để cho cái nhà với giá là 45k luôn nha cả nhà ha. Một cặp
Hai bé này em để cho cái nhà với giá là 45k nha. Chiều dài, chiều cao của nó là 2 nè, 40 ha, cái nhà ha, chiều cao nó là 40 cm. Đó. Dạ rồi, dạ. Tiếp theo à, đây là cái bộ trưng bàn thờ ông địa thần tài ha cái nhà ha. Nó đầy đủ các loại đậu luôn. Đó. Ngũ cốc ha cái nhà ha, bốn gạo nè, bắp nè, rồi đậu, ba loại đậu luôn ha cái nhà, đồng tiền người. Đây là túi may mắn ha cái nhà, đầy đủ luôn, có tỏi này kia luôn để mình trưng cho cái bàn thờ ông địa thần tài, rất là đẹp, rất là sang luôn cả nhà ha. Thì cái này em để cho cái nhà với giá là 95k ha cái nhà ha, 95k cho hũ đầy đủ các loại đậu luôn ha, tỏi này kia đầy đủ luôn. Đó, phong thủy rất là đẹp luôn. Và chỉ 95k thôi ha cả nhà ha. Dạ rồi ạ. Tiếp theo, đây là cái liễn treo xoay ha cả nhà ha. Đó, liễn này liễn liễn xoay, mình xài bằng pin đồng hồ nha cả nhà. Mặt sau là một cái mình xài bằng gắn pin đồng hồ vô đây ha. Đó, mình gắn pin đồng hồ vô đây nó sẽ tự xoay. Đó, chúc mừng năm mới, đầu rồng 3D nổi luôn nha cả nhà ha. Đó, đầu rồng 3D nổi luôn. Đường kính của nó là 40. Đó, đường kính của nó 40. Nó đầy đủ luôn, chữ lộc nè, tua các tua rất là đẹp luôn ha cả nhà ha. Đó, nó sẽ xoay, mình gắn pin vô nó sẽ xoay xoay rất là đẹp luôn. Thì cái liễn này em để cho cái nhà với giá là 130k ha cả nhà ha. Tất cả bằng nhung luôn, loại này như rất là chắc chắn luôn ha cả nhà ha, rất là bự luôn, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nó sẽ xoay gắn pin vô nó sẽ xoay suốt vậy luôn ha. Dạ, 130k cho cái liễn đầu rồng mà xoay này nha cả nhà ha. Rồi thì cái liễn bên đây em để cho cái nhà với giá này vuông ha, cái liễn này liễn vuông nha cả nhà. Liễn vuông ha. Thì cái liễn này em để cho cái nhà với giá là 45 ha cái nhà ha, 45. Dạ, 45k. Liễn này cũng loại bự ha cái nhà ha, loại lớn bự rất là đẹp luôn. Mình treo trước cửa nè. Trước cửa kiến này kia rất là đẹp ha. Dạ, 45k nha cái nhà. Dạ rồi à, tiếp theo là những cái liễn nhỏ để mình máng mình treo lên những cái nhánh mai, những nhánh đào cho mình ha. Thì đây, đây là cái mã một túi về là 10 chi tiết ha, 10 cái lồng đèn, 10 cái quả cầu ha, 10 quả cầu. Có bọc vàng ha, bọc rất là đẹp, rất là sang luôn. Này là một túi về là được 3 màu ha. Đó, một túi về 3 màu, mỗi màu là 4 mỗi cái đèn là mỗi cái là mỗi 4 màu ha cả nhà ha. Một bịch vậy là 10 cái. Thì cái mã này là mã là 141 nha cả nhà. Thì cả nhà mua cái nhà mình nói cái mã cho em nha, đặng em biết ha. Đó, mã 141 nha. 141 thì cái mã này em để cho cái nhà với giá là 35k một bịch gì ha. Một bịch về 10 quả cầu ha. Dạ. Thì bịch rồi. Cái này cái mã này cũng là quả cầu luôn mà nó chỉ là một màu thôi. Một bịch kia là 10 quả cầu màu đỏ luôn nha cả nhà ha. Thì em này bịch này em để cho cái nhà giá là 30k. Bịch có đủ màu thì 35 ha. Thì bịch này là 30 nha cả nhà. Đó, 10 quả cầu ha, 10 quả cầu đỏ nha. Cũng mã 141 luôn. Đó, thì cả nhà mình nói mã cho em là em biết em lấy cho đúng sản phẩm mình ha. Dạ rồi, tiếp theo là cái thẻ bài, thẻ bài dạng sự như ý, chúc mừng năm mới, nói chung là 10, một túi vậy là 10 thẻ ha. Mỗi thẻ nó có một nội dung chúc Tết khác nhau, thì một thẻ nó mỗi thẻ nó mỗi nội dung khác nhau hết. Thì một túi vậy là 10 bịch ha, cái 10 cái thẻ bài ha. Thì em để cho cái nhà với giá là 35k, 35k cho một cái thẻ bài chúc mừng năm mới này ha. Đó. Mẫu này cũng vậy ha cái nhà ha. Đó, mẫu cũng 35k ha. Rồi tiếp theo mẫu tiếp theo là băng pháo ha. Đó, mẫu băng pháo nha. Đó, mẫu băng pháo thì mẫu này cũng là mẫu này băng pháo này em để cho cái nhà giá là 35k luôn, một bịch về cũng là 10 cái băng pháo ha cái nhà ha, để mình treo cho mấy nhánh mai. Đó, rất là đẹp nha. Đó, trên là đồng tiền vàng ha cả nhà. Dưới đây là băng pháo nha, có tua luôn, rất là đẹp ha. Thì cái mã này là 27 ha cả nhà ha. Mã 27 băng pháo, một bịch về 10 băng pháo em để cho cái nhà với giá 35k. Đó. Rồi, cái mã tiếp là cái mã 228 nha cả nhà. Mã 228 là đồng tiền. Đó, mã đồng tiền xu ha. Đồng tiền xu chữ mỗi đồng tiền là mỗi cái câu chữ khác nhau ha cái nhà ha.
màu chữ cũng khác nhau luôn, có tua dưới đây là thỏi vàng nhỏ ha, rất là đẹp luôn ha. Một túi vậy là 10 cũng là 10 đồng tiền ha cả nhà ha. Thì cái này em để cho cái nhà với giá là 30k nha cả nhà, 30k nha. Mã này là mã 228 nha cả nhà, 228 30k. Dạ rồi, tiếp theo cái mã tiếp theo đây à. Mã tiếp theo đây là đồng tiền ha, cũng là mã này đi, em nói mã đi cái nhà, cái nhà giờ mẫu cái nhà biết nha. Tại vì mỗi cái em không biết gọi nó cái đồng tiền gì. Đó, nguyên sau vậy cũng là 10 bịch, một bịch vậy là cũng 10 cái thẻ bài treo luôn cả nhà ha. Giá 35k nha cả nhà, 35k ha. Đó, cái mã này là mã 021 nha cả nhà ha. Ủa 024, mã 024 nha. Cả nhà nhớ cái mã cho em nha. Mình nói cái mã đặng em biết em soạn đúng cái sản phẩm cho mình nha. Mã 024 và 35k. Rồi tiếp theo đây qua mai. Thẻ bài qua mai ha, bằng vàng. Mã này là mã 226 nha cả nhà, mã 226 ha. Mã này cũng một, tất cả các sản phẩm là một túi một bịch vậy là 10 thẻ bài hết ha cả nhà ha. Mã 226 này em để cho cái nhà với giá là 30k nha cả nhà, 30k cho cái mã này ha. Rồi tiếp theo đây là em lên hết cái mã cái liễn này ha. Dạ rồi, tiếp theo đây là cái đồng xu. Đó, cái gì treo đồng xu ha. 1 2 3 4 5. Đây là 5 cái đồng xu ha. Thì cái mã này một con dây, một dây vậy. Dạ, dây 5 đồng xu ngũ đế này em để cho cái nhà với giá một dây vậy là 5 đồng xu bằng đồng hết cả nhà ha. Đó, bằng đồng. 5 đồng xu ngũ đế này em để cho cái nhà một dây vậy là 15k cả nhà ha. Đó, một dây vậy 15k nha. Đó. Rồi tiếp theo em qua cái đây là pháo hoa đăng dành cho các lễ Tết là sinh nhật hoặc là già tiệc tùng này kia cả nhà, mình mua về để mình góp vui trong cái không khí tiệc mình vui hơn ha. Mình sẽ bắn ra những cái kim tuyến nè, rồi những cái sợi dây kim tuyến, nói chung là rất là đẹp ha cả nhà ha. Bắn xong là mình dọn cũng cực cũng mệt luôn, nhưng mà nó sẽ góp vui cho gia đình mình ha. Thì nó có hướng dẫn đầy đủ, nó có hướng dẫn hết đây ha, về mình đọc theo mình hướng dẫn ha cả nhà ha. Mình gỡ bao giấy ra rồi mình dặn đó, mình dặn mình lựa theo cái chiều gió, mình khi mà nó nổ thì nó sẽ bắn ra những cái kim tuyến, là những sợi dây rất là đẹp nha. Đó, thì một cái cây bắn hoa đăng này em để cho cái nhà với giá là 35k nha cả nhà. Đó, 35k cho cái cây bắn hoa đăng này ha, rất là đẹp luôn cả nhà. Nó dài là 2, 4, 6 ha, 60 cm nha. Nói chung là nó chứa một lượng kim tuyến trong đây rất là nhiều, đủ bắn cho một cái buổi tiệc sinh nhật hoặc là họp mặt gia đình ha. Dạ rồi, 35k cho cái cụ bắn hoa đăng này ha cả nhà ha. Rồi tiếp theo đây ạ, đây là băng pháo điện tử nha cả nhà. Đó, băng pháo điện tử có đèn led luôn, có đèn led và tiếng pháo ha, nó tạo một không khí Tết, nó có tạo ra tiếng pháo nha. Dây này nó dài là khoảng là 1 mét ha cả nhà ha. Đó, băng pháo dài 1 mét nha, mình xài điện trực tiếp ha, mình kiêm điện trực tiếp nha. Nó có đèn và đèn, tiếng pháo nổ cho mình ha, và để em kiêm điện để cho cả nhà mình nghe thử ha, tiếng pháo của nó nha cả nhà. Dạ rồi, đây em ghim cho cả nhà xem ha. Đó, tạo cái đèn led rất là đẹp ha cả nhà ha. Đó, led chớp tắt rất là đẹp luôn. Dây pháo này dài là 1 mét ha cả nhà ha. Đó, dây pháo dài 1 mét nha. Để em bật cho tiếng pháo. Có tiếng pháo này rất là, nói chung là tạo không khí Tết ha. Đêm giao thừa hoặc là mùng 1 mình xài tiếng pháo này, nói chung là nhớ lại ký ức xưa ha cả nhà ha. Đó. Dạ rồi, cái băng pháo dài 1 mét này, có băng pháo điện tử này em để cho cái nhà với giá là 130k ha cả nhà ha. 130k cho cái băng pháo điện tử này nha. Đó. Thì băng pháo điện tử em có hai loại ha. Một loại đây là băng pháo ngắn nha. Đó, băng pháo là băng pháo ngắn ha. Nó xài cái này là cái băng pháo này mình xài pin nha cả nhà. Đó, mình xài pin, mình sử dụng pin đồng hồ, 6 cục pin đồng hồ ha cả nhà ha. 6 cục pin đồng hồ.
Mình gắn pin vô là mình bật công tắc lên thì nó sẽ có tiếng pháo nổ và đèn LED chớp luôn cho mình hết cả nhà ha. Thì đi kèm nó có mấy cái decal, nó cái túi này nó có decal để mình dán trang trí vô cái lò pháo này ha. Nó về mình dán theo cái sở thích của mình nha cả nhà ha. Thì cái băng pháo này em cũng để ý giá là 130k luôn, băng pháo điện tử này ha. Em có hai loại nha. Đó, loại cái hộp bự nè, một loại hộp nhỏ. Hộp nhỏ thì cái dây pháo nó sẽ dài, còn hộp bự này dây pháo nó sẽ ngắn hơn ha cả nhà ha. Thì tất cả đều có tiếng tiếng pháo nổ và đèn LED chớp luôn ha cả nhà ha. Rồi tất cả hai loại này em để giá 130k nha cả nhà. Mình cả nhà tự cả nhà mình chọn ha. Dạ rồi tiếp theo em lên cái bao lì xì nha cả nhà. Đó, bao lì xì thì một bịch bao lì xì này, bao lì xì thần tài nè, bao lì xì tấn tài tấn lộc ha. Đó, đầy đủ hơn tất cả các loại luôn. Thì một bịch vậy là 10 bao thì em để cho cái nhà giá là 15k nha cả nhà. Đó, một bịch là 10 bao giá 15k. Rồi bao nhỏ này cũng vậy luôn ha cả nhà ha. Bao nhỏ này một bịch vậy cũng 10 bao luôn. Phúc chữ Phúc ha cả nhà. Đó, chữ Phúc ha. Ở đây chữ Phúc cộm nha. Cái này là lỗi nha, khắc chữ Phúc nổi nha. Rất là đẹp luôn. Thì cái này là một chục bao cũng là 15k luôn nha cả nhà ha. Đó, một chục bao cũng 15k luôn. Đây đây là bao lì xì dạng sự như ý ha. Hình gồng vàng nha, hình gồng vàng là cũng 15k một chục bao luôn nha cả nhà ha. Rồi tiếp theo đây là bao lì xì hình tờ tiền đô 100 đô ha, một set về là 10 bao luôn. Thì em 10 bao này em để cho cái nhà giá là 20k ha. Một set thì là 10 bao 20k nha. 10 bao 20k tờ tiền 100 đô ha. Dạ rồi, đây là cái bao lì xì 10 quốc gia nha, một set thì là 10 bao. Một set như 10 bao là mỗi quốc gia khác ha, in tờ tiền của mỗi quốc gia khác nhau nha cả nhà ha. Đó, mỗi bao là mỗi tờ tiền quốc gia khác nhau ha, cũng là giá 20k luôn nha cả nhà. Một set là 10 bao nha. Để em gửi cho cả nhà coi bên trong là mỗi bao là mỗi cái hình tính tiền của mỗi quốc gia khác nhau nha. Đây, đó. Đầy đủ ha cả nhà ha, 10 quốc gia khác nhau nha. Đó, bao lì xì tờ tiền 10 quốc gia khác nhau. Đó thì một set về là 10 bao, giá là 20k nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, chỉ 20k thôi cả nhà ha. Mình lì xì chắc cho các bé ha, này kia là rất là ok luôn. Rất là đẹp luôn ha. Lì xì xong các bé lấy tiền xài xong là những cái này nó giữ lại nó sử dụng luôn, rất là đẹp ha. Không nở để dục nha cả nhà. In hình rất là giống, rất là đẹp luôn. Chỉ có 20k một set 10 bao nha cả nhà. Rồi tiếp theo em có dòng bao lì xì loại này, loại để nha, mình mua về mình lì xì cho các ông bà người lớn nè cả nhà ha. Đó, bao lì xì này là mạ vàng ha. Có in hình ông thần tài nổi cộm nha. Ông thần tài nổi và mạ vàng nha, rất là đẹp, rất là sang luôn. Cái này mình dùng để mình mua về mình lì xì cho ông bà cha mẹ mấy người lớn cả nhà ha. Thì một bao về em bán cho cái nhà với giá là 10k. Dạ 10k một túi bao lì xì ông thần tài mạ vàng này nha cái nhà ha. Rất là sang, rất là đẹp luôn. Bao này mình dùng để lì xì cho những người lớn tuổi ha, hay là ông bà nè, hay là các cấp trên mình đó. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp theo ạ. Theo đây đây là hộp đựng bánh mứt, khay đựng bánh mứt nha cái nhà. Khay đựng bánh mứt hình bông hoa hai tầng nha cái nhà ha. Rất là đẹp luôn. Nó được 10 một một hộp vậy là 10 khay đựng bánh mứt cho mình ha. Một hộp thì mình đựng rất là nhiều nha. Đó, rất là bự, nó bung ra rất là đẹp luôn cả nhà ha. Nó bung ra hình bông mai 10 cánh luôn cả nhà. Đó, mỗi tầng dưới là 5 nè, tầng dưới là 5 cánh, tầng trên 5 cánh, và đồng thời nó phía trên đây nó có một cái chỗ để mình để cái đế để mình để điện thoại lên, mình vừa ngồi ăn bánh mứt mình vừa xem điện thoại luôn cả nhà ha. Cái đây là cái dạ đây là khay đựng bánh mứt ha, 10 cánh cánh bông mai ha, khay đựng bánh mứt bông mai. Mỗi một khay vậy là nó được 10 10 khay mình để mình đựng đầy đủ các bánh kẹo mứt hột dưa hướng dương này kia đầy đủ cả nhà ha. Từng từng dưới là 5 5 cánh, từng trên 5 cánh nè. Nó bung ra rất là gọn, rất là đẹp luôn.
Và đồng thời phía trên đây nó có chỗ để cho mình để điện thoại nha cả nhà ha. Mình có thể để điện thoại để mình vừa ăn bánh mứt vừa đợi xem tin tức này kia luôn ha cả nhà ha. Rất là đẹp luôn. Đó. Nó rất là gọn luôn nha cả nhà. Đó, khi mà mình sử dụng xong mình chỉ quay quay ngược chiều kim đồng hồ ha. Mình đóng lại là mình quay đúng theo chiều kim đồng hồ, nó sẽ đóng là nó rất là gọn nha. Nó thu lại rất là gọn cho mình luôn ha. Nó giữ cho bánh mứt lúc nào nó cũng vệ sinh sạch sẽ ha. Đó, khi mình vung ra mình dặn ngược kim đồng hồ ha. Đó, khi mình vung ra mình dặn ngược kim đồng hồ. Đó. Rất là đẹp luôn ha cả nhà. Rất là gọn luôn. Một khay đựng bánh mứt này hình bông mai này. Dạ, một khay đựng bánh mứt 10 ngăn này hình bông mai này em để cho cả nhà với giá là 120k ha cả nhà ha. 120.000, 120.000 cho một cái hộp khay đựng bánh mứt 10 ngăn này hình bông mai ha. Có chỗ để điện thoại, mình để điện thoại nè. Đó, rất là đẹp luôn. Thu gọn với là cũng ra rất là đẹp ha, rất là gọn luôn, rất là tay luôn nha cả nhà. Dạ, 120k nha cả nhà. Rồi, tiếp theo ạ. Tiếp theo là đây đây là cái thảm nha cả nhà, đây là thảm mừng năm mới ha, thảm mừng năm mới 2024 nha. Mỗi thảm là nó có hình khác nhau, mà thảm đỏ rất là đẹp ha cả nhà. Mình dùng để mình để trước cửa nhà hoặc là để mình chậm trong trước cửa buồng, cửa nói chung là rất là đẹp ha. Thảm đỏ rất là đẹp luôn, rất là sang luôn nha cả nhà. Thì một cái thảm Tết này phía dưới nó có một cái nhám nha, có độ nhám, nói chung là để chống mình chống trơn trượt, nó trượt tới trượt lui ha cả nhà ha. Thì cái thảm này em để cho cái nhà với giá là 35k ha cả nhà ha. 35k cho cái thảm hình rồng Happy New Year năm 2024 ha. Dạ rồi, tiếp theo đây là thảm 3D. Thảm 3D là chất liệu này, chất liệu nhựa ha, nó rất là bám, độ bám nó hình 3D bông rất là đẹp luôn, bông nổi rất là đẹp luôn. Thì cái thảm này em cũng để cho cái nhà với giá là 35k luôn ha cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn, em đủ hình cho mình luôn ha. Nói chung mà hình thì ngẫu nhiên cho mình nha, em về thì em giao thì cái mẫu mã thì sẽ ngẫu nhiên cho cả nhà ha, tại cái này mình không có thể lựa hình ảnh được hình ha. Rồi thì thảm hai cái loại thảm này thì em để cho cả nhà với giá là 35k nha cả nhà. Đây là sản phẩm các đây là loại bông giả cả nhà ha, bông giả nó phun sơn mạ vàng rất là đẹp luôn. Đó thì để cho cả nhà mình mua về mình trưng những cái bình bông như vậy nè cả nhà. Đó, cái nhà mua về cái nhà trưng trang trí cho cái bình bông mình rất là đẹp ha, mình trưng cái này là quanh năm luôn cả nhà ha. Nói chung là không bao giờ nó bị tàn luôn, mình trưng xong mình cất là mốt năm sau mình trưng lại luôn cả nhà. Thì đây là em quay tất cả cái mẫu này á, thì em bán cho cả nhà với cả nhà là một nhánh vậy là 30k ha cả nhà ha. Tất cả các mẫu luôn em sẽ quay cho cả nhà để cả nhà mình xem, cả nhà mình lựa ha. Đây một nhánh như 30k nha cả nhà ha. Đây là cái hình đuôi cong nha cả nhà. Đó, đây là đuôi cong ha cả nhà. Một nhánh vậy là được, một nhánh vậy là 1 2 3 4 5 ha, 5 cái là kẹo quạt đuôi cong nha. Tất cả là 30k hết nha cả nhà ha. Đó, 30k 30k nha. Đây là cái ghẻ quạt đây. Cái 30k luôn nha cả nhà ha. Còn đây là cái đồng tiền, nó cây đồng tiền ha. Cây đồng tiền. Tất cả là sơn vàng, màu vàng bằng nhựa ha cả nhà ha, rất là đẹp luôn. Nói chung là chung đây nên em có làm mẫu. Đó. Cả nhà về mình tự trang trí ha, mình mua về mình trang trí ha. Rồi 30k luôn. Cái này là lá lá cây táo cả nhà ha, nhánh là rất là đẹp luôn, 30k luôn nha cả nhà ha. Đó, 30k luôn. Còn đây là cái lan lan hồ điệp nha cả nhà, đây là nhánh lan hồ điệp. Đó, đây là nhánh lan hồ điệp thì nhánh này thì 35k nha cả nhà ha. Đó, nhánh lan hồ điệp này 35k. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà, nhánh hồ điệp này 35k ha. Còn đây là bông đào, đây bông đào đỏ nè ha cả nhà, rất là đẹp luôn ha, trái rất là sáng, rất là đẹp luôn, màu đỏ rất là đẹp luôn. Thì nhánh này là 30k nha cả nhà. Đó, 30k nhánh này 30k. Còn đây là bông trang nè cả nhà. Đó, bông trang giả màu vàng nè. Đó, nhánh gì cũng 30k cho mình luôn ha cả nhà ha. Còn đây đây là cái nhánh đồng tiền nè, thỏi vàng nè. Đó, nhánh thỏi vàng, đồng tiền thỏi vàng cũng 30k cho mình luôn nha. Thì cả nhà mình mua, cả nhà mình nói sản phẩm hay cái nhà chụp hình gửi qua Zalo cho em ha. Nói chung là chỉ có hàng
bông bông hồ điệp thôi, chỉ có cái bông hồ điệp này là giá 35 thôi, còn tất cả là 30 ha cả nhà ha. Vì đây là cái nhánh này này, nhánh con này, cái trái trâu này ha, thì một nhánh vậy kim tím này rất là đẹp luôn đó, để mình trang trí phụ thêm ha. Nhánh này thì cái chiều dài của nó là 240 ha, chiều dài là 40, để mình trang trí phụ thêm cho cái bình bông mình ha. Nè, như vậy là cái nhà đó. Còn cái đây là cái trái thông nha cả nhà, đây là trái thông mạ vàng, trái thông mạ vàng ha, thì một trái vậy em bán cho cả nhà với giá là 6k một cái ha cả nhà ha, 6k một trái thông mạ vàng này nha. Đó thì trái này em sẽ có khoan lỗ sẵn cho cả nhà đó, mình về mình mua về thì mình chỉ lấy kẽm, mua kẽm là mình dầm xuống móng keo á cả nhà. Em có khoan lỗ dưới sẵn, cả nhà chỉ cần chích keo, keo nến vô rồi cả nhà mình gắn kẽm vô ha, rồi mình trang trí theo tùy cái chậu bông của mình đó, mình mua về mình trang trí rất là đẹp nha cả nhà. Đó đây em gắn thử mẫu cho cả nhà. Những cái cây tiên tiến này thì mỗi mỗi cây là 10.000 một cây ha cả nhà ha. Đó cái cây kim tiến đây, đó, cây kim tiến này mỗi cây là 10.000 một cây nha cả nhà, mà để mình trang trí phụ thêm ha, rất là đẹp luôn. Trái châu kim tím này rất là đẹp luôn đó. Giờ cái cây gãy quạt này cũng là 10.000 một cây cả nhà đó. Đây đó, để mình trang trí phụ thêm ha, rất là đẹp luôn. Mình trang trí những cái bông nhỏ nhỏ mình ghìa đi theo ghìa bên phía bên ngoài nè, nó rất là đẹp luôn. Trái thông thì 5.000 ha, 5.000 đi, 5.000 một trái, 5.000 một trái. Nó có sẵn là màu màu sơn vàng vậy, và em có khoan lỗ dưới đít cả nhà, chỉ cần mình mua về mình gắn kẽm mình chích keo silicon vô thôi ha. Còn cái nhà thì mình sẽ tự mình trang trí theo cái chậu bông của mình nha cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Chừng cái này là mình chừng quà Tết luôn cả nhà, nói chung là chừng không không sợ tàn luôn, rất là đẹp luôn. Dạ rồi, đem qua cái sản phẩm tiếp theo, sản phẩm mới ha, thì trái thông đây. Nó trái thông thì em bán cho cả nhà như vậy đây cả nhà. Đó, thông sẵn em có khoan lít sẵn ha, về mua về cả nhà chỉ cần gắn kẽm thôi. Đó, rồi tự cả nhà trang trí cho mình ha. Dạ rồi, tiếp theo đây là cái lông công nha cả nhà. Đây là lông con công, đây là lông công thiệt nha, loại này lông công của con công thiệt luôn nha cả nhà ha. Mình trưng phong thủy nha. Thì một một cái lông công dài này, nó dài khoảng 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, nói chung là gần 1 mét ha cả nhà. Này là lông công thiệt nha, mình trưng phong thủy nha. Bình bông mình trưng theo cái cánh đuôi công thì rất là đẹp nha. Thì một cái đuôi công dài, một cái nhánh đuôi công này là một cái là 10 10k cả nhà ha. Anh để cho cả nhà với giá là 10k một bông, một một cái đuôi ha, mọi 10k một đuôi đó. Này là lông công thiệt nha cả nhà, 10k một đuôi ha cả nhà ha. À, rất là rẻ luôn, lông lông công thiệt luôn. Đã rồi, tiếp theo đây đây là cái này là cố định lưới lan. Cái này là cái khóa để cố định lưới lan để mình căng căng lưới lan đó cả nhà. Nhiều khi mình làm lưới lan, cái dàn lan để mình che lưới á, mình dùng cái này để mình căng căng những cái lưới lan, nó cầu căng, nó lưới lan sẽ căng rất là đẹp ha, rất là ngay luôn. Dạ, sản phẩm tiếp theo đây là cái sản phẩm là mình để mình căng lưới lan ha cả nhà. Đó đây là cái chốt để mình căng lưới lan ha, rất là tiện luôn. Cả nhà mình hay dăng lưới lan để mình che trồng lan hay này kia cả nhà, hay là che mát trước trước sân á, thì mình mua cái này để căng lưới lan rất là tiện cho mình luôn cả nhà ha. Đó nó có cái máu của cái này, mình chỉ cần mình đè đó, mình đè vô cái lưới lan ra đây, mình bóp xuống ha, nó sẽ cố định cái lưới lan nha. Còn đây là lỗ để mình xỏ kẽm nè, nó xỏ kẽm hay là mình xỏ dây để mình dịch ha. Nói chung là không ảnh hưởng, không có bị lưới lan, mình không có bị rách này kia ha. Nó rất là tiện luôn cả nhà ha, mình căng lưới lan nó căng căng thẳng rất là đẹp luôn đó. Thì một cái set về là 10 10 10 cái đầu căng lưới lan này, thì em để cho cả nhà với giá là 30k ha, 10 cái ha, 30k 10 cái để mình dùng để mình căng lưới lan, để lưới lan che mát hoặc là mình trồng vàng lan ha cả nhà ha, rất là tiện luôn. Chỉ có 30k hay 30k là được 10 cái đầu để căng ha cả nhà ha. Rồi sản phẩm tiếp theo đây ạ. Dạ, đây cái đồ mút kem, đồ mút kem mình size này sẽ lớn ha cả nhà ha. Đồ mút kem mình có để có thể mình dùng để mình mút trái cây này kia cả nhà, như dưa hấu hoặc là xoài này kia, mình mút ra thành viên tròn tròn để trên dĩa nó rất là đẹp ha. Tết gia đình đãi bạn này kia rất là đẹp ha, chứ
nhiều khi mình sẽ lát miếng miếng này kia nó rất là cực nha. Nói chung là không thẩm mỹ, không đẹp nữa. Thì cái này mình dùng để mình múc dưa hấu nè, hoặc là múc xoài, những cái trái cây nào mà nó mềm á, đó, mình múc mình tạo cái hình tròn ha, tạo hình tròn mình để lên dĩa rất là đẹp luôn, rất là lạ, định là độc luôn. Thì cái đồ múc kem, múc trái cây này em để cho cả nhà với giá là 45k ha cả nhà ha, 45k một cái ha. Mình để cho múc trái cây này kia, tao múc kem thì mình mua về múc trái cây cho nó lạ độc cái nhà ha. Rồi tiếp theo ạ, à, đây là găng tay, đây là cái hộp găng tay, để một hộp vậy là 100 cái găng tay để mình trộn thực phẩm, hoặc là mình rửa chén, hoặc là nói chung là găng tay bằng nhựa ha, mình để mình trộn thực phẩm hoặc là vệ sinh đó, để mình làm gì vệ sinh thực phẩm này kia, mình trộn vào, nói chung là mấy cái bằng nhựa nha cái nhà. Một hộp vậy là 100 cái ha, 100 cái bao tay. À, thì em để cho cái nhà cái giá là 25k. À, 25k cho một hộp 100 cái găng tay để trộn thực phẩm này nha. Rồi sản phẩm tiếp theo ạ. À, đây là cái máy cắt nha, đây là cái máy dụng cụ để mình cắt thái thịt, thái rau củ quả, thậm chí là nói chung là thái thịt đó, những cái thịt mà mình để ngăn đông cái nhà. À, mình mua cái này về, à, nhưng quán mình bán quán ăn hay là ở nhà mình chế biến thức ăn á, thì mình mua cái này về, khi mà thịt để ngăn đông á, mình khỏi cần phải gã đông nha cả nhà. Đó, thì mình mua cái này về mình khỏi cần phải gã đông, mình để nó còn đông trong đá mình để mình sắc luôn. Nói chung mình giữ cho cái thịt mình lúc nào cũng tươi ha, lúc mà nó đang còn đông mình vẫn sắc được luôn cả nhà. Đó, nó có trợ lực rất là dễ cắt ha cả nhà ha. Đó, thì cái lưỡi cắt nó đây nha cả nhà, em quay gần cho cái này coi nha. Đó, mình khỏi cần phải là mỗi mỗi lần mình muốn sử dụng cái là mình phải gã đông ra hết cái thịt rồi mình mới sắc. Nói chung là làm cho cái lượng cái thịt mình nó không còn non hết cả nhà ha. Thì cái dao thái thịt này khi mà đang còn đông cứng mình vẫn thái được luôn hết cả nhà ha. Đó, mình chỉ cần để là đó, mình để lên đây là cái mình để lên đây, mình đè cố định đây cái lưỡi cắt ha. Nói chung là cắt rất là nhẹ luôn, rất là nhẹ tay luôn, bén nha cái nhà, bào thắt lát, nói chung là lát rất là mỏng luôn ha. Nói chung để mình bán quán ăn hoặc là mình chế biến ở nhà, mình sắc mình ăn bao nhiêu mình sắc bao nhiêu ha, khỏi cần phải gã đông cho nó mềm thịt mình mới sắc nha. Đó, mình mua này về là để giữ cái thịt mình lúc nào nó cũng tươi hết cả nhà ha, chứ không cần phải là gã đông với nước sôi hoặc là mình ngâm nước cho nó gã mềm mình mới sắc được ha. Thì cái này mình đang còn đông cứng mình vẫn sắc được ok cho mình luôn ha. Thì cái dụng cụ và thái sắt lát thịt này em để cho cái nhà với giá là 315k cái nhà ha, 315k, tất cả nó bằng inox luôn cái nhà ha, lưỡi dao bằng inox luôn, rất là bén luôn đây, lưỡi dao bằng inox rất là bén luôn, mình có thể điều chỉnh cái lượng cái mặt cắt nó mỏng dày luôn cái nhà ha, rất là tiện luôn. Nó có đi kèm là cái bộ đế ha, bộ đế để mình cố định ha, ở dưới đây nó có hít để mình hít mặt kiến hoặc là gạch men đó cả nhà, cố định đó, rất là tiện lợi cho mình luôn ha. Rồi 315k cho cái dụng cụ sắt thịt gã đông này ha. Dạ rồi ạ. À, tiếp theo đây. Dạ, đây là cái đế để mình để dưa hấu ha cả nhà ha. Đây một bịch vậy là hai cái chân đế để mình để dưa hấu mình trang trí cúng bàn thờ ngày Tết ha nha. Thì đi kèm nó là hai đế và hai cái đề can để mình dán lên trái dừa luôn ha cả nhà. Thì cái một túi hai đế này em để cho cái nhà giá là 30k nha, 30k hai đế để dưa hấu ha, nó có kích cỡ khác nhau ha, bự nhỏ trái dừa, nói chung là kích cỡ này thì mình để dưa bự dưa nhỏ gì cũng được ha cả nhà ha, đế để xin dưa hấu nha. Rồi tiếp theo đây, đây là cái máy bắn bong bóng ha, máy bắn bong bóng pháo hoa. À, mình mua cái này để mình sử dụng cho dịp lễ Tết này kia. Nó sản phẩm đi kèm là một thân máy ha, một thân máy, và phía bên trong là nó có một cái bình bong bóng luôn, cái bình để xà bông bong bóng cho mình ha. Đây sản phẩm bên trong là một cái bình bong bóng đây, này nó xài mà bằng pin nha cả nhà. Nó xài bằng pin, thì cả nhà mua về cả nhà cứ mua pin về là mình lắp bên đây cả nhà, đây là chỗ lắp pin này cả nhà ha, nó sử dụng là 6 cục pin đồng hồ pin 2A đó cả nhà, 6 cục pin đồng hồ 2A ha. Đó, mình mua về mình gắn 6 cục pin vô rồi bên đây thì mình mở nắp này ra, mình gắn đây mình gỡ mở nắp cái bình xà bông này thì mình gắn vô đây rồi mình cứ bật công tắc lên thôi cả nhà ha.
đó, mình bật công tắc lên thì nó sẽ vừa phát tiếng nhạc luôn, nó vừa phát tiếng nhạc vừa thổi bong bóng, bắn bong bóng lên rất là đẹp luôn các nhà ha. Thổi bong bóng nói chung là bắn số lượng rất là nhiều bong bóng nha, nó có rất là nhiều lỗ luôn, nó sẽ xoay các nhà ha, nó sẽ xoay, nói chung là bắn bong bóng rất là đẹp luôn, nhiều bong bóng để mình dùng cho cái những ngày lễ Tết hoặc là tiệc tùng này kia nha các nhà ha. Thì nó đi kèm, nó cũng có thêm đề can cho mình đó, trong đây là đề can để mình dán, mua về cái mình trang trí, mình dán theo cái mẫu phía ngoài hộp đó cái nhà đó, cái nhà dán theo cái ngoài hộp ha, mình trang trí cho cái dụng cụ bắn này cho nó đẹp lên cái nhà ha. Rồi thì cái máy bắn thổi bong bóng này em để cho cái nhà với giá là 115k cái nhà ha, 115k cho cái máy thổi bong bóng này nha. Đó, mua cái này về các bé các con mình sẽ xây cho mình rất là thích. Nói chung là nó hàng này cũng đang hot trên thị trường hết cả nhà ha, mình mua về mình sử dụng cái dịp lễ Tết này kia rất là thích hợp luôn. Và chỉ có 115k cho cái máy bắn bóng bóng thổi bóng này nha. Dạ rồi, 115k nha cả nhà. Thì cả nhà xem kênh của em, cả nhà cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ha, để mỗi khi mà em có sản phẩm mới về hoặc là em có làm clip thì sẽ gửi thông báo về cho cả nhà mình nha. Và đồng thời cả nhà mua hàng thì cả nhà nhớ là mình điện thoại em có để trên màn hình đó cả nhà, điện thoại trên màn hình rồi để em chốt đơn cho mình ha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo đây, đây là mèo thần tài xài bằng năng lượng mặt trời ha cả nhà ha. Đây mèo thần tài xài bằng năng lượng mặt trời, mình có thể mua cái này về mình để bàn thờ ông địa nè, hoặc là những cô chú anh chị nào mà mình bán ở ngoài trời á, bán ở ngoài trời đó, mình để trên những cái tủ cái tủ để mình buôn bán đó nha, mình để nó này nó xài bằng năng lượng mặt trời ha, mình chỉ cần để ngoài ánh sáng ngoài ngoài trời thôi thì nó sẽ con mèo nó sẽ ngoắc khách lại cái nhà ha, không phải xài pin nên mình cứ xài vô tư thoải mái luôn, không phải là phải mình hết pin mình thay nha, mình xài bằng năng lượng mặt trời. Hoặc những cái anh tài xế mình mua thì mình để trên xe ô tô xe tải mình ha cái nhà, mình để trên xe ô tô xe tải ha. Đây giờ đây xài bằng năng lượng mặt trời ha, đây là cái tấm pin năng lượng mặt trời để mình sạc trực tiếp đây các nhà, mình để trên xe hoặc là để trên tủ buôn bán ngoài trời ha. Dạ rồi, thì chú mèo thần tài này ngồi trên thỏi vàng này xài bằng năng lượng mặt trời, em để cho cái nhà với giá là 80k các nhà ha, 80k cho sản phẩm chú mèo ngồi trên thỏi vàng ha, mèo thần tài ngồi trên thỏi vàng. Dạ rồi, tiếp theo đây là cái ông thần tài luôn, ông thần tài gật đầu cũng xài bằng năng lượng mặt trời luôn các nhà ha, dùng cho mình để trên xe ô tô xe tải hoặc là trên những cái tủ bán ngoài trời các nhà. Đây ông thần tài gật đầu ha, xài bằng năng lượng mặt trời luôn ha các nhà nha. Đây thì ông thần tài này sẽ nó gật đầu, ông thần tài sẽ gật đầu lắc đầu ha các nhà ha, gật đầu hoặc khách nha. Rồi đây là tấm pin năng lượng mặt trời đây các nhà đó, thì mình cứ để ngoài trời nó sẽ ông thần tài sẽ tự gật đầu ha các nhà ha, không cần phải thay pin gắn pin vô gì hết, rất là tiện luôn. Thì ông thần tài năng lượng mặt trời này em để cho cái nhà với giá là 85k cái nhà ha, ông thần tài thì giá 85, chú mèo thì giá 80 đó, thì cái nhà mình lựa chọn nha. Dạ ông thần tài thì hàng này em chỉ còn được một một ông thôi nha cái nhà, thần tài thì em còn một ông thôi, còn chú mèo thì còn nhiều nha cái nhà, nên cái nhà tranh thủ mà mình mua về ha. Dạ rồi, 85k. Rồi tiếp theo em sẽ lên những cái dây đèn led ha cả nhà, dây đèn led để mình mua về mình phục vụ Tết cho mình á. Dạ, tiếp theo em lên cho cái nhà cái đây là bộ bài mạ vàng ha cả nhà, bộ bài hình 100 đô mạ vàng nha. Đó, bộ bài này mình xài là không sợ bị nở bị sình bài hay này kia ha, nhúng nước này kia đánh nói chung là có thấm nước cũng không có sợ luôn ha, mình chơi một bộ này là không sợ phải là sình bài này kia, mình chỉ một bộ là đủ cả nhà ha. Thì phía bên trong nè nó mạ vàng rất là đẹp nha cả nhà ha, mạ vàng rất là đẹp luôn, mạ vàng hình 100 đô ha, ở phía bên trong nè rất là sáng rất là đẹp luôn cả nhà, nó bằng chất liệu nhựa ha, nói chung là không sợ thấm nước, không sợ thấm nước này kia rất là đẹp luôn, nó bài rất là sáng rất là đẹp luôn các nhà ha, mình mua về một bộ thôi là mình chơi tới quà Tết luôn, chơi hoài không hư không bị sình luôn nha các nhà, không cần phải đổi bài mới luôn đó. Thì một bộ bài mạ vàng này em để cho cái nhà với giá là 35k các nhà ha, 45 này em để cho cái nhà giá 35k luôn đó, hợp bằng mạ vàng luôn, hợp bằng vàng luôn, mình chung là
bằng nhựa nên nó không có sợ bị thấm nước hoặc là bị sình bài nha cả nhà ha. Chỉ 35k thôi nha cả nhà. Rồi tiếp theo em lên mấy cái đèn led nha cả nhà ha. Dạ đây, đây là đèn led hình lồng đèn nha cả nhà. Đó, dây đèn led hình lồng đèn ha. Đó, thì cái dây đèn led hình lồng đèn này em để cho cái nhà với giá là 130k ha. Một dây là dài 10 mét nha cả nhà. Đó, một dây là dài 10 mét ha. Để em ghim ghim điện em thử cho cái nhà mình xem ha. Dạ đây, đây là dây đèn led lồng đèn ha cả nhà ha. Đó, dài 10 mét nha. Dây dài 10 mét. Thì cái sản phẩm này em bán cho cả nhà với giá là 130k cả nhà ha. Dây dài 10 mét hình lồng đèn. Ánh sáng đỏ ha cả nhà ha. Đó. Cái này mình treo nói chung ở quán, nếu mình ở quán cà phê hoặc là những cái quán ăn, nhà hàng này kia mình trang trí Tết ha cả nhà ha, hoặc là gia đình mình cũng được. Đây, nó một dài 10 mét. Hình lồng đèn giá 130 nha cả nhà. Rồi, tiếp theo ạ. Theo đây, đây là cái hình lồng đèn luôn nha cả nhà. Đây là đèn led hình lồng đèn luôn. Để em ghim mỗi trái em ghim cho cả nhà, để mình mời cả nhà mình dễ thêm ánh sáng của nó rồi mình chọn lựa hết cả nhà ha. Dạ đây là dây đèn led lồng đèn, thì lồng đèn này nó làm bằng mica ha. Cái bên đây lồng đèn này thì hình trụ này nó làm bằng nhựa. Đó, đây là làm bằng mica, để em ghim cho cả nhà mình xem ha. Thì dây này nó có đầu nối luôn nha cả nhà ha. Khi mà mình muốn mua hai dây thì mình đây nó có sẽ có cái đầu nối cho mình luôn. Đó, mình nối tiếp cho nó dài thêm ha. Dạ đây. Đó, đây là cái dây đèn led hình lồng đèn ha. Đó, thì cái dây này em cũng để cho cả nhà giá là 130 ha, hai loại. Đó, thì cả nhà mình tự mình thích loại nào mình sẽ chọn loại đó nha cả nhà. Đó. Dây này thì nó có chế độ nó chớp ha, nó chớp theo nói chung là nó có chế độ chớp nha. Thì dây kia nè, đây nó có điều chỉnh luôn ha, đây nó có điều chỉnh để chế độ chớp luôn cả nhà. Đó. Rồi 130 ha cả nhà ha. Thì cả nhà mình muốn chọn cái loại nào nha. Rồi tiếp theo ạ. Đây là dây đèn led ngôi sao ha, ngôi sao loại lớn nha cả nhà. Đây là dây đèn led ngôi sao loại lớn nha. Đó, những ngôi sao rất là lớn nha. Có nhỏ có lớn nha. Dây này để mình xài ngôi led ngôi sao nó sáng vàng ha cả nhà ha. Đó, nó sáng vàng này nó có chỉnh chế độ nhấp nháy ha cả nhà. Nó có chỉnh chế độ nhấp nháy đây. Có nhiều chế độ cho mình chỉnh nha. Ánh sáng màu vàng. Ngôi sao lớn nha cả nhà. Đây là cái ngôi sao lớn ha. Loại dây đèn led ngôi sao lớn nha. Thì cái dây đèn led ngôi sao lớn này em để cho cả nhà với giá là 95k nha cả nhà. 95k cho dây đèn led ngôi sao lớn này nha. Đó. Mấy dây này cả nhà ra tiệm điện cả nhà mua là không có dưới 100 đâu cả nhà ha. Đó. Dây loại lớn luôn. Sáng vàng rất là đẹp luôn ha cả nhà ha. Mình để mình trang trí những cái cây mai hoặc là phía trước nhà mình ha, những ngày lễ, những ngày Tết nha cả nhà ha. Rồi 95k cho cái dây đèn led ngôi sao lớn nha. Dạ rồi ạ, tiếp theo đây là dây đèn led chớp bóng tiêu nha. Dây đèn led chớp bóng tiêu em thử hết cho cả nhà mình ha. Đây, dây đèn led chớp bóng tiêu loại dây đen này ha. Nó chớp đủ màu ha, dây này là nó đủ màu nha cả nhà. Đó, nó chớp đủ màu cho mình ha. Đó, màu rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, dây đèn led chớp bóng tiêu nhiều màu này, chớp nhiều màu này á, dài 10 mét ha cả nhà. Thì em để cho cả nhà với giá là 65k ha cả nhà ha. Nó điều chỉnh, có nút điều chỉnh chế độ chớp cho mình ha. Đó, dài 10 mét nha cả nhà. Loại dây đen này thì em để cho cái nhà với giá là 65k ha cả nhà ha. 65k cho cái dây đèn led chớp bóng tiêu màu đen này. Dạ rồi tiếp theo đây là dây đèn led cũng là chớp bóng tiêu nhiều màu luôn. Màu trắng ha, dây này dây màu trắng ha cả nhà ha. Nó cũng chớp nhiều màu luôn và có đầu nối luôn ha cả nhà. Đó, dây này dây loại màu trắng ha. Đó, thì cả nhà. Đây nó có đầu nối cho mình ha, khi mình muốn dài thêm thì mình mua mình nó có đầu nối cho mình ha. Thì nó cũng có chế độ chỉnh chớp. Đó, nó có chế độ chỉnh chớp cho mình nha cả nhà. Đó, dây 10 mét luôn nha cả nhà ha. Thì dây này cũng là 65k nha cả nhà ha, 65k cho mình nha. Đó, dây 10 mét.
màu trắng ha, màu trắng màu đen gì cũng là 85k, thì tùy cả nhà mình chọn nha cả nhà ha, chứ không tiêu đó, thì cả nhà chọn nha. Rồi tiếp theo à, tiếp theo là dây đèn led hình trái bầu ha, hình đây, hình đây là dây đèn led cũng 10m ha, dây này là hình giọt nước nha cả nhà, đó dây đèn led hình giọt nước bầu bí nha cả nhà ha, cũng 10m cho mình luôn nha, đó. Đây để em cho cái nhà coi, cái này thì nó ánh sáng vàng ha cái nhà ha, nó chế độ ánh sáng vàng rồi, nó chế độ ánh sáng vàng nha cái nhà ha, nó những hình giọt nước ha, hình giọt nó hình giọt nước như trái bầu trái bí vậy, rất là đẹp luôn ha. Đây cái này thì nó chỉ một chế độ ánh sáng vàng và không có chớp tắt gì hết cái nhà ha, nó ánh em coi nó bị lẫm chua không, và đây nó không có chớp tắt ha, nó một màu, màu vàng đó, ánh sáng vàng nó một màu một luôn, nó giữ nguyên một chế độ sáng ha, chứ không có chớp ha. Đó, thì dây đèn led hình giọt nước này cũng giá 65k luôn ha cả nhà ha, dài 10m cho mình luôn nha, đó dài 10m cho mình luôn, 65k luôn. Dạ rồi, tiếp theo dạ đây, đây là dây đèn led dài 50m ha cả nhà ha, 200 bóng led nha. Đó, dây đèn led này dài 20m ha, dài 20m, 200 bóng led nha cả nhà ha. Đó. Đây để em ghim cho nó rất là dài luôn nha. Mà một con dây này cả nhà trang trí là nói chung là hết sân mình luôn á. Nó cũng chớp nhiều màu ha. Những cái đèn nó thì nó âm ở bên trong ha, dây này là những cái đèn nó âm bên trong dây nha. Nó cũng có chế độ cái độ để mình chỉnh màu hết cả nhà ha. Nó dài 20m ha, 200 bóng led nha cả nhà. Đó, những bóng led nó nằm phía bên trong nè, rất là gọn luôn, cái dây này rất là gọn cho mình luôn ha. Dạ rồi, thì cái dây này đèn led này em bán giá 115, nay em để cho cái nhà với giá 95k ha cái nhà ha, 95k cho cái dây đèn led 200 bóng led dài 20m ha. Đó, 200 bóng led dài 20m có chế độ chỉnh chớp tắt cho mình luôn ha. Rồi chỉ có 95k nha cả nhà, nay em bán cho cả nhà giá 95k nha ha. Dây đèn led này cả nhà mua một dây này thôi là đủ trang trí cho nguyên cái cây mai hoặc là nguyên cái sân của mình rồi đó. Dạ rồi ạ, tiếp theo những cái dây đèn led loại thường giá 35k đây, thì mình mua về nó con dây này dài 4m ha cả nhà ha. Đó, dây này dài 4m hình bóng tiêu nè, giá 35k nè. Đó. 35k. Thì cả nhà mình đây, đây là dây đèn led bi đục ha, bi đục 35k luôn, và bi trong cũng 35k luôn ha cả nhà ha. Đây dây đèn led bi đục đây, là bi trong nó cũng vậy là 4m ha, tất cả này là dài 4m, dây đèn led dài 4m thì giá là 35k nha cả nhà. Thì cả nhà nói số mét thì em sẽ lựa cho cả nhà ha. Bi đục bi trong ha, bóng tiêu lỗi 4m nha, dài 4m, giá 35k ha. Mấy cái này thường cái nhà cũng thấy rồi, em khỏi thử cho cả nhà ha, để thử những cái dây đèn led loại dài thôi. Rồi tiếp theo là đây là dây đèn led sao băng. Và đây là dây đèn led sao băng, một dây về nó được một bóng, hai bóng ha, ba bóng, bốn bóng, năm bóng, sáu bóng, bảy bóng, tám bóng, một dây là 8 bóng led sao băng ha cả nhà ha. 8 bóng led sao băng, để em ghi lại cho cả nhà coi nha. Đó, 8 nha bóng led ha. Đây là bóng led sao băng ha. Đó, nó sẽ chớp như vậy đó cả nhà. Nó sẽ chạy ha. Led nó sẽ chạy. Chiều dài bóng là 2 nè. 4 nè. 50 ha, chiều dài của nó là 50 cm nha. Đó, chiều dài 50 cm ha. Đó, nó chớp một này là ánh sáng trắng ha cả nhà ha. Nó không có chế độ điều chỉnh màu gì hết nha cả nhà. Không có chế độ điều chỉnh màu gì hết. Đó là ánh sáng trắng chạy hay gì ha. Chạy như sao băng, sao băng vậy đó cả nhà. Nó có đầu nối luôn nha cả nhà. Nó có đầu nối luôn ha cả nhà ha. Thì một dây cái đèn led sao băng 8 bóng cái này em để cho cái nhà với giá là 95k ha cả nhà ha. 95k cho dây đèn led sao băng 8 bóng này. Nó rất là rẻ luôn nha cả nhà. Cái dây này mà ra tiệm điện mua là cái nhà không dưới 100.000 đâu cả nhà ha. Đó, chỉ có ta 95k thôi, 95k cho cái dây đèn led sao băng nha. Dạ rồi, sản phẩm tiếp theo em lên cho cả nhà đây ạ. Dạ, đây là cái cân điện tử ha cả nhà ha. Đây là cân điện tử nha. Cân này mình cân được 180kg ha cả nhà ha. Cân này mình cân được 180kg ha. Nó xài bằng hai cục pin 3A, pin remote mình nè cả nhà.
Sản phẩm đi kèm thì nó sẽ có tặng cho mình pin luôn, hai cục pin. Đây là mình dùng cho các chị em mà mình giảm cân á, mình mua về để mình theo dõi chế độ ăn uống để mình giảm cân ha cả nhà ha. Đó thì cái mặt cân điện tử này em để cho cả nhà với giá là 85k ha cả nhà ha, 85k cho cân điện tử 150 kg này ha cả nhà ha, xài bằng pin 3A ha. Đã rồi đó. Tiếp theo đây à, đây là cái đèn sân khấu ha cả nhà ha. Đó, đèn năng sân khấu 7 màu ha, đèn xoay sân khấu 7 màu. Xài điện trực tiếp 220 luôn nha cả nhà. Mình dùng để mình chơi những dịp lễ Tết này kia ha cả nhà ha. Nó sẽ chớp theo nhạc luôn nha cả nhà ha. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đó, mình xoay có thể mình xoay chỉnh theo hướng của mình ha. Đó, rất là đẹp luôn. Nó xoay đủ màu cho mình ha, chớp theo nhạc luôn nha cả nhà. Nó có âm thanh nó sẽ chớp theo nhạc luôn nha ha. Rồi thì cái đèn xoay sân khấu này em để cho cái nhà với giá là 115k cả nhà ha. 115k cho cái đèn xoay sân khấu này nha. Rồi. Qua cái mẫu này thì em có cái mẫu đèn xoay cũng đèn xoay 7 màu luôn. Loại này thì loại nó rẻ hơn ha. Loại này thì nó loại tốt, loại xịn, loại nó bắt theo nhạc, nó có cảm cảm biến theo tiếng nhạc ha. Rồi cái loại tiếp theo em lên cho cái dạ đây, tiếp theo đây là cái bóng đèn đây là bóng đèn cảm biến ha cả nhà ha. Bóng đèn cảm biến 20W, cảm biến khi có người đi ngang qua thì nó sẽ tự tự bật sáng ha, có người đi ngang qua, và khi mà trời ban đêm hoặc là ban đêm sẽ tự tự sáng nha cả nhà. Đó, bóng đèn cảm biến này khi có người đi ngang qua hoặc là trời tối thì sẽ tự bật sáng ha. Công suất nó là 20W. Thì cái bóng đèn cảm biến này em để cho cả nhà với giá là 60k một bóng nha cả nhà, 60k một bóng cho bóng 20W ha. Rồi tiếp theo dạ đây là cái bóng đèn mình xài bình ắc quy, bóng đèn kẹp 20W xài cho bình ắc quy ha, bình ắc quy xe Honda hoặc bình ắc quy 12V ha. Mình là những anh chị mà mình bán ngoài đường ban đêm công viên hoặc vỉa hè đó thì mình có thể mình mua cái này về mình kẹp vô cái bình ha. Đó, nó có hai cái châu kẹp âm dương để mình kẹp vô cái bình ắc quy 12V ha. Mình sử dụng điện trực tiếp bằng điện ắc quy thì công suất của nó là 20W nha cả nhà. Thì em để cho cái nhà với giá là 36k ha, 36k cho cái bóng đèn này. Rồi tiếp theo ạ, đây là bóng đèn mango 5 cánh bông sen ha cả nhà. Bóng đèn cánh sen 5 5 cánh 6 bóng led nha. Bóng đèn cánh sen 5 cánh 6 bóng led. Công suất của nó là 75W ha cả nhà ha. Công suất 75W. Đó. Công suất 75W, rất là sáng luôn nha cả nhà. Rất là đẹp, rất là sáng luôn. Đây, cho cả nhà coi đây. 5 cánh 6 bóng led ha cả nhà, 5 cánh 6 bóng led. Thì cái bóng công suất 70W ha, 75W cả nhà. Thì cái bóng này em để cho cái nhà với giá là 115k nha cả nhà ha. 75W, 5 cánh 6 bóng led nha. Hình cánh sen. Dạ 115k nha cả nhà. Rất là rẻ luôn. Mẫu mã rất là sang, rất là đẹp luôn. Chỉ có 115k thôi cả nhà ơi. Rồi tiếp theo đây là bóng đèn âm trần. Dạ, đây bóng đèn âm trần ha, hình tròn. Bóng đèn âm trần hình tròn nha. Đó, mình dùng để rất là bự nha cả nhà. Đường kính của nó 20 nè. 30. Đường kính nó là 30 cm ha cả nhà ha. Rất là bự, rất là đẹp luôn. Đó, công suất của nó là 18W nha cả nhà. Dạ, công suất là 18W nha cả nhà ha. Bóng đèn âm trần này em để cho cái nhà với giá là 140k nha cả nhà. Đó, mình dùng để mình âm lên trần nhà ở giữa nhà sân phòng khách mình hay gì đó cả nhà. Đó, rất là đẹp, rất là sang luôn ha cả nhà ha. Đường kính nó là 30 cm nha, rất là bự luôn. Dạ 140 nha cả nhà, em để cho cái nhà với giá là 140 ha. Dạ rồi ạ. Tiếp theo đây. Dạ, đây là cái bóng đèn ngụy trang camera cả nhà ha. Bóng đèn ngụy trang camera cảm biến luôn nha cả nhà. Năng lượng mặt trời, xài năng lượng mặt trời ngụy trang camera nha. Nó giả camera. Nó mình dùng để mình để ngoài sân nè, khi giấc trời tối thì nó sẽ tự động sáng ha. Giấc sáng thì nó sẽ sạc pin. Nó có tấm nó sạc bằng năng lượng mặt trời nha. Đó. Tối thì nó sẽ tự động sáng, và khi có người đi ngang qua nó có chế độ cảm biến, khi có người đi ngang qua nó sẽ bật sáng ha cả nhà ha. Và nó đi kèm là nó có một cái remote để mình điều chỉnh
chế độ sáng tối ha, và mình cho nó sáng luôn cũng được. Nói chung là mình có thể mình chỉnh như tỷ không không sử dụng chế độ cảm biến nữa thì mình chỉnh cho nó sáng luôn ha cả nhà ha. Đó, nó sẽ đi kèm, nó có một cái remote cho mình đây, nó chế độ bật cắt nè cả nhà ha. Đó, những chế độ là ánh sáng tăng giảm ánh sáng nè, cảnh báo, nói chung là đầy đủ cho mình ha. Đó, thì cái sản phẩm bóng đèn năng lượng mặt trời ngụy trang camera này em để cho cả nhà với giá là 90k nha cả nhà, 90k cho cái bóng đèn năng lượng mặt trời ngụy trang camera này ha, 90k. Dạ rồi, tiếp theo đây là đèn năng lượng mặt trời cũng là cảm biến luôn nha cả nhà ha. Nó có một khung bảo vệ, nó một bóng nha, ánh sáng nó thì ánh sáng vàng nha cả nhà ha. Đó, ánh sáng nó ánh sáng vàng, nó có khung bảo vệ, có chế độ cảm biến luôn. Giấc sáng thì nó sẽ sạc năng lượng và giấc tối thì nó sẽ tự động sáng khi trời tối ha, và có người đi ngang qua nó sẽ chế độ, nó sẽ có chế độ tự sáng khi có người đi ngang qua luôn nha cả nhà. Đó, khi có người đi ngang qua thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ về là mức tối đa ha, khi mà thời gian lâu không có người đi ngang thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ giảm lại. Đó, đi trang nó tiết kiệm năng lượng cho cả nhà ha. Rồi, bóng đèn tôi có một khung bảo vệ này, hiện tại nay em sale cho cả nhà với giá là 70k luôn nha cả nhà ha, 70k cho cái bóng đèn năng lượng mặt trời có một khung bảo vệ này nha, 70k nha cả nhà ha. Dạ rồi, tiếp theo đây đây là cái đèn đèn bão có quạt nha cả nhà, cũng đèn bão có quạt, nó cũng sạc năng lượng mặt trời. Nói chung là đèn này nó có đa chức năng cho mình luôn nha cả nhà ha, nó có rất nhiều chức năng để em sẽ giới thiệu cho cả nhà nha. Dạ, chức năng đầu tiên của nó là bóng đèn thì nó phải có ánh sáng rồi ha cả nhà ha. Đó, khi mà mình muốn sử dụng ánh sáng thì mình chỉ cần kéo lên ha cả nhà ha. Đó, mình kéo lên nó sáng theo y chang cái bóng mang sông mình hồi xưa nha cả nhà. Đó, rồi chế độ thứ hai của nó là quạt nha cả nhà. Đó, nó chế độ thứ hai nó là quạt đây, rất là sáng nha, rất là mát luôn, thích hợp cho các những anh đi dã ngoại nè, hoặc đi câu cá này kia đó, đi rừng đi gãy ở ngoài, đi rừng đi gãy đi nương này kia đó, mình đem theo để mình tạo lấy ánh sáng, và mình những lúc trời nóng được mình có thể mình dùng quạt, là quạt cứ là mát nha cả nhà ha. Đó, rất là mát luôn cả nhà, nghe cái tiếng quạt không đó. Đây là chế độ thứ hai của nó ha cả nhà ha. Rồi, chế độ thứ ba của nó đây cả nhà, nó có thể là tự sạc năng lượng mặt trời luôn cả nhà ha, nó chế độ sạc năng lượng mặt trời luôn ha, mình có thể mình vừa sạc năng lượng mặt trời nè và sạc trực tiếp luôn đó, mình có thể sạc trực tiếp, và đặc biệt nữa nó có thêm một cái cung cấp nguồn nữa, nó là mình có thể mình thủ theo những viên pin, loại viên pin remote mình cả nhà, mình thủ theo 3 viên để khi hết hết điện, nó hết năng lượng hoặc là không có năng lượng mặt trời để sạc á, thì mình có thể mình dùng pin 3A 3 cục để mình xài luôn ha cả nhà ha, rất là tiện luôn. Nói chung là lúc nào mình cũng không lệ thuộc vào cái dòng điện ha cả nhà ha, vừa xài pin vừa sạc năng lượng và vừa sạc trực tiếp luôn, và đồng thời nó có chế độ nó đi kèm thì nó có chế độ, nó cả nhà thấy không, ánh sáng là đang sạc cả nhà, tại vì đây ánh sáng đèn nó sáng á, thì nó sẽ báo chế độ đang sạc nha. Đó, nếu mà ra đem ngoài trời nắng thì nó sạc sẽ nhanh hơn. Đi kèm là một cái cáp sạc ha, đó một cái cáp sạc đó mình có thể sạc, và đồng thời nó có chế độ là pin dự phòng cho mình luôn ha cả nhà ha, để mình dự trù khi mà điện thoại mình đi như đi dã ngoại, đi rừng đi gãy mà điện thoại mình hết pin á, mình có thể dùng nó để cổng USB này mình dùng để mình sạc cho điện thoại mình luôn ha cả nhà ha. Đó, rất là tiện lợi luôn, nó vừa là pin dự phòng luôn. Đó, nó có cái tay cầm này rất là đẹp luôn ha cả nhà ha. Rồi, thì cái đèn đèn bão có quạt này, kèm quạt này em để cho cả nhà với giá là 95k cả nhà ha, 95k cho cái đèn bão có quạt này nha. Dạ rồi, em sẽ qua sản phẩm tiếp theo cho cả nhà nha. 95k cho cái đèn bão có quạt nha ha. Dạ rồi, tiếp theo, dạ đây là cái đèn cũ. Đây là đèn học, đèn bàn để đèn học cho các bé nha cả nhà. Có thể gấp gọn luôn, quả táo luôn này, nó rất là gọn cho mình ha, đèn gấp gọn nha, nó rất là sáng luôn, ánh sáng led nó rất là sáng luôn, dùng để làm đèn học, đèn bàn cho các bé ha, mua về để mình nó rất là tiện lợi luôn cả nhà ha, gấp gọn lại khi mà mình không xài mình sẽ gấp gọn lại, rất là gọn nha cả nhà. Đó, ánh sáng led ha, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 24 bóng led ha cả nhà ha, rất là sáng luôn. Mình có thể chỉnh độ sáng nha cả nhà, nó có độ sáng, nó có chỉnh mức sáng nha. Đó, mức 1 nè, mức 2 nè, hai chế độ sáng cả nhà ha. Đó, rất là tiện luôn, rất là đẹp luôn. Rất là gọn, khi mà mình không sử dụng mình cũng có thể là mình gấp rất là gọn ha. Thì đi kèm sản phẩm nó cũng có một cái cáp để mình sạc pin ha cả nhà ha. Rồi, cái đèn học này, đèn học gấp gọn này
Hình quả táo này em để cho cái nhà với giá là 115k cái nhà ha, 115k cho cái đèn đèn bàn cho các bé nó học ban đêm ha. Hình quả táo gấp gọn này, dạng 115k nha cái nhà. Dạ, clip của em hôm nay làm tới đây cũng cũng dài rồi ha cái nhà. Em xin ngừng clip tại đây ha cái nhà. Hẹn cái nhà gặp lại cái nhà trong clip sau nha. Em sẽ có nhiều sản phẩm khác để giới thiệu cho cả nhà và những sản phẩm sale ha cái nhà ha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh của em, và đồng thời cả nhà mới theo dõi kênh của em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mỗi khi em có làm clip thì sẽ gửi thông báo về cho cả nhà mình nha. Dạ, em xin chào cả nhà và chúc cả nhà sức khỏe nha.